Ngày 26 tháng 4, Thiếu tá Huỳnh Chiến Thắng, đồn trưởng đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Vĩnh Sương, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa phối hợp với lực lượng biên phòng Đồng Tháp ngăn chặn và đẩy đuổi kịp thời một hộ gia đình Việt Kiều từ Campuchia định nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Trước đó, khoảng 2 giờ 30 phút sáng ngày 26 tháng 4, tại thủy phận Sông Tiền, xã Vĩnh Sương, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang, tổ công tác của trạm cửa khẩu đồn biên phòng quốc tế Vĩnh Sương phối hợp với trạm cửa khẩu quốc tế Thường Phước, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp đã phát hiện một hộ gồm 8 người, 3 nam, 5 nữ, có 4 người lớn và 4 trẻ em. Họ đi trên hai phương tiện vỏ lãi từ tỉnh Kompong Chhenang, Vương quốc Campuchia, di chuyển đến đường biên giới Sông Tiền để nhập cảnh trái phép từ Campuchia vào Việt Nam. Ngay lập tức, tổ công tác đã kịp thời ngăn chặn, đẩy đuổi nhóm người trên quay về Campuchia tiếp tục làm ăn sinh sống, không quay lại Việt Nam. Đến 3 giờ 15 phút cùng ngày, tổ công tác phòng chống dịch COVID-19 số 13 của đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Vĩnh Sương tiếp tục phát hiện hai người Campuchia đang đài vác các bọc hàng tập kết gần khu vực mốc A2 ven đường biên giới ở ấp Phú Quý, xã Phú Lộc, thị xã Tân Châu. Khi phát hiện tổ công tác thì hai người trên đã bỏ chạy về hướng Campuchia. Tổ công tác đã kiểm tra điểm tập kết hàng hóa của nhóm này để lại thì phát hiện 4 bọc ni lông màu đen, có 1.000 bao thuốc lá ngoại nhập lậu. Tổ công tác đã lập biên bản tạm giữ toàn bộ tang vật và báo cáo về Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang.